Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Chiều ngày 25 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa, đánh giá việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thanh Hóa, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và quý 1 năm 2024, đồng thời bàn bạc đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Năm 2023, trong 34 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết 07 NQTU ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, có 17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 12 chỉ tiêu hoàn thành. Tại buổi làm việc, thành phố Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 303/2022/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với 5 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, đồng thời đề nghị thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa cũng cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của thành phố. Mới đây, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn và thông qua bài giảng chính trị cho dân quân tự vệ thành phố Thanh Hóa năm 2024. Nội dung tập huấn được tập trung giới thiệu đến các học viên về chỉ thị số 2423 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, nghiên cứu về quy trình chuẩn bị và thực hành bài giảng chính trị cho dân quân tự vệ, thực hành thông qua bài giảng chính trị cho dân quân tự vệ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Long Anh, Trường Thi, Lam Sơn, Đông Hải, Quảng Thành, Ba Đình đã tiến hành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường Long Anh, Trường Thi, Lam Sơn, Đông Hải, Quảng Thành, Ba Đình đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chương trình hành động của nhiệm kỳ. 100% các phố, khu dân cư trên địa bàn các phường đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp trao quà của tỉnh, thành phố và địa phương cho các hộ khó khăn tiêu biểu nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, mà trọng tâm là cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Long Anh, Trường Thi, Lam Sơn, Đông Hải, Quảng Thành, Ba Đình đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2024-2029. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Long Anh, Trường Thi, Lam Sơn, Đông Hải, Quảng Thành, Ba Đình, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương dân chủ, cử ra đoàn đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử các đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thanh Hóa lần thứ 18 trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tại trường Liên cấp Nobel, Thành đoàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chương trình sàn đấu vũ đạo năm 2024, thu hút đông đảo các bạn học sinh yêu thích vũ đạo đến từ 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham gia. Các đội trải qua 2 phần thi gồm nhảy trình diễn và nhảy đối kháng nhằm trình diễn tài năng, sự sáng tạo, cảm thụ âm nhạc của mình bằng những vũ đạo đặc sắc và sôi động. Sàn đấu vũ đạo năm 2024 được tổ chức nhằm tạo sân chơi để các đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu học hỏi,
và thể hiện bản thân cho các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Quảng Tâm đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ, thu hút 14 đội, 7 nam và 7 nữ thi đấu ở hai nội dung. Giải bóng chuyền hơi nam nữ nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, tăng cường tinh thần đoàn kết, sự giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, đồng thời góp phần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt hơn trong công việc, lao động học tập. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố đã dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an thành phố nguyện ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, hết lòng phục vụ đất nước, vì nhân dân phục vụ. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện Nhi tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề năm 2024 với nội dung Đoàn viên thanh niên với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và nhận diện các thông tin xấu độc trên không gian mạng, phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.